Trần Hào bị bắt gặp đang đợi đồ ăn, bất ngờ biến thành người cao 1m5, hiện nay 53 tuổi, hai lần đoạt giải thị đế. Trần Hào là một tấm gương về người chồng tốt và người cha tốt trong làng giải trí. Anh kết hôn với Hoa hậu Hồng Kông Trần Ân Mỹ năm 2013, sau khi cưới họ có 3 con trai lớn 11 tuổi Eden, con trai thứ 9 tuổi Na Thần và con gái út 8 tuổi Camila. Mặc dù gia đình có thêm con nhỏ, nhưng Trần Hào chưa bao giờ thờ ơ với vợ, luôn yêu thương cô như công chúa, và sau 11 năm hôn nhân, họ vẫn hạnh phúc như xưa. Đồng thời, Trần Hào cũng chăm chỉ làm việc để nuôi gia đình, ngoài việc đóng phim, anh còn tích cực kinh doanh cà phê của riêng mình và đã đạt được nhiều thành công. Gần đây, Trần Hào lại có phim mới ra mắt, anh đóng vai Triệu Khải trong bộ phim Ăn khách doanh nghiệp Cường Nhân, một người chính trực, trọng tình nghĩa, có ước mơ và đam mê, vai diễn rất được yêu thích. Bên cạnh việc gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh, ngoài đời Trần Hào cũng rất thân thiện. Mỗi lần bị bắt gặp ngoài đời, anh đều vui vẻ chụp hình chung và không hề có thái độ kiêu căng. Nhờ vậy anh được khán giả và cư dân mạng yêu mến. Mới đây, lại có cư dân mạng tình cờ bắt gặp thị đế thân thiện này. Người đó viết, hình ảnh Trần Hào với phong cách thân thiện, ăn mặc giản dị đi mua đồ ăn tại chợ Hồng Kông. Trong bức ảnh, Trần Hào mặc áo thun trắng và quần dài xám giản dị, không có trợ lý đi cùng, tự mình cầm hai hộp đồ ăn mang về cho gia đình. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, anh còn nhìn điện thoại, có vẻ đang kiểm tra xem mình có quên mua gì không, thể hiện sự chu đáo. Nhưng điều buồn cười nhất là, dù Trần Hào cao 1m83 theo công bố chính thức, nhưng qua ống kính của cư dân mạng, anh trông như một người lùn, khiến người ta vừa buồn cười vừa ngượng ngùng. Thậm chí có cư dân mạng còn trêu người chụp rằng, lại chụp Trần Hào thành 1m5 rồi, lương tâm không thấy cắn rứt à, Trần Hào luôn chú ý đến ngoại hình của mình. Trước khi vào nghề, anh từng làm người mẫu tại Úc, và nhiều năm qua anh vẫn duy trì phong độ tốt nhất. Vài năm trước khi quay phim Thế kỷ Phú Quý, anh còn thử thách bản thân bằng cách tập gym, tập luyện đến mức có thân hình cơ bắp. Sự kiên trì và nỗ lực của anh đã khiến nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ. Trương Học Hữu hủy 3 buổi diễn tại Hàng Châu do vấn đề sức khỏe, viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ và giải thích bệnh tình. Nam danh ca 63 tuổi Trương Học Hữu đang tổ chức chuyến lưu diễn Thế giới 60, gần đây đã gặp vấn đề về giọng khi biểu diễn tại Hàng Châu. Thực tế, hồi tháng 3 anh từng phải hủy 3 buổi diễn ở Thượng Hải do mắc COVID-19, và tháng trước lại hủy 3 buổi diễn tại Đài Bắc do nhiễm virus RSV, virus hợp bào hô hấp. Ngày 25 vừa qua, ban tổ chức thông báo rằng các buổi diễn dự kiến từ ngày 26 đến 28 tháng này sẽ bị hủy do tình trạng sức khỏe của anh. Khiến nhiều fan hâm mộ bất ngờ, Trương Học Hữu đã xin lỗi người hâm mộ khi biểu diễn tại Hàng Châu, cúi người 90 độ để bày tỏ sự hối lỗi vì tình trạng giọng hát của mình. Ngày hôm sau, anh lại thông báo hủy 3 buổi diễn. Ban tổ chức cho biết, do tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ và để đảm bảo chất lượng buổi diễn, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng các buổi diễn của Trương Học Hữu 60 lưu diễn Thế giới dự kiến tổ chức tại sân vận động Trung tâm Thể thao Hàng Châu vào các ngày 26, 27 và ngày 28 tháng 7 sẽ bị hủy bỏ. Chúng tôi xin lỗi khán giả vì sự bất tiện này. Thông tin về vé và các vấn đề hậu kỳ sẽ được thông báo sau. Trương Học Hữu đã viết một bức thư dài qua công ty đĩa hát để xin lỗi người hâm mộ và giải thích tình trạng sức khỏe của mình. Anh cho biết sau khi hoàn thành tuần diễn thứ hai ở Hàng Châu và trở về Hồng Kông, anh đã đi khám chuyên khoa tai mũi họng và kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy ba xoang của anh có thể bị viêm nhẹ do virus trước đó chưa được loại bỏ hết và tình trạng dịch mũi chảy ngược đã khiến dây thanh quản bị nhiễm trùng. Sưng đỏ, ảnh hưởng đến việc phát âm. Nhiều người hâm mộ lo lắng cho tình trạng của anh và hy vọng anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Trương Học Hữu chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình đã cải thiện đáng kể và anh đã tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi cho dây thanh quản. Mặc dù đã hồi phục khá nhiều, nhưng anh vẫn cảm thấy mình chưa đạt được trạng thái tốt nhất, nên buộc phải hủy diễn. Để bất kể là do tâm lý yếu kém hay vì ở tuổi 60 khả năng hồi phục không còn như trước, mỗi lần hủy diễn đều gây ra nhiều bất tiện và phiền toái cho mọi người. Từ khán giả, ban tổ chức đến các đối tác làm việc cùng, tôi rất xin lỗi và vô cùng tiếc nuối. Trương Học Hữu cúi người 90 độ xin lỗi khán giả tại buổi diễn vì giọng gặp trục trặc, từng hủy diễn vì RSV. Trương Học Hữu đã dồn toàn bộ tâm huyết vào chuyến lưu diễn E60 Thế giới, gần đây anh biểu diễn tại Hàng Châu. Tối qua là buổi diễn thứ 6 tại đây, với giọng khàn, anh cúi người 90 độ xin lỗi khán giả và nói, xin lỗi mọi người, tôi rất xin lỗi vì tình trạng của mình. Chuyến lưu diễn này của anh bao gồm nhiều ca khúc kinh điển, không có thời gian nghỉ ngơi nhiều.
Điều này khiến anh gặp khó khăn khi cổ họng có vấn đề. Tối đó, khi anh trò chuyện với khán giả, anh chia sẻ: "Tôi rất vui vì đã cố gắng đến tận bây giờ. Hôm nay có chút trục trặc, giọng của tôi ảnh hưởng đến sự tập trung. Đôi khi tôi phải nghĩ xem nên hát như thế nào, và thỉnh thoảng quên cả cách nhảy." Dù giọng gặp trục trặc, Trương Học Hữu vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành buổi diễn. Điều này khiến khán giả vô cùng xúc động. Anh cũng chia sẻ chân thành: "Để cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng tôi. Tôi hứa rằng, ngoài việc uống nhiều nước hơn, tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ bài hát nào." Trong chuyến lưu diễn E60 này, Trương Học Hữu từng phải hủy diễn do mắc bệnh và cả do chứng chóng mặt. Hiện anh đã thực hiện được 153 buổi diễn trong chuỗi lưu diễn này, chỉ còn cách kỷ lục 233 buổi diễn của chính anh 80 buổi, và có khả năng anh sẽ tiếp tục phá vỡ kỷ lục của mình. Trần Triển Bằng biểu diễn tại Los Angeles, ngoại hình giống Trương Học Hữu. Nam diễn viên 47 tuổi Trần Triển Bằng, thị đế của TVB, đã kết hôn với người đẹp thất bại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 2016, Sang Văn Nhụ, và cả hai có một cô con gái tên là Trần Nặc Giao, biệt danh Tiểu Trư Tỷ. Gia đình ba người sống rất hạnh phúc. Hiện tại, Trần Triển Bằng phải cân đối giữa sự nghiệp và gia đình. Gần đây, anh bận rộn quay phim mới Cự Tháp Chi Hậu tại Phật Sơn, và mới đây anh lại bay đến Los Angeles để biểu diễn, công việc dồn dập không ngừng. Trong buổi biểu diễn, ngoài việc thể hiện các ca khúc của Tứ Đại Thiên Vương, anh còn hát lại các bài của Châu Kiệt Luân và Vương Kiệt, khiến khán giả chìm đắm trong âm nhạc. Một số người hâm mộ đã chia sẻ video biểu diễn của Trần Triển Bằng trên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư. Trần Triển Bằng có ngoại hình giống Trương Học Hữu. Trong những đoạn video được chia sẻ, có thể thấy Trần Triển Bằng diện áo sơ mi lấp lánh màu vàng và quần dài xám rộng thùng thình, cầm mic hát với sự phấn khích. Khi camera bắt được cảnh anh mở to mắt hát, nhiều người nhận ra anh có nét giống với Trương Học Hữu. Ngoài ra, dân mạng còn khen ngợi giọng hát của Trần Triển Bằng, viết rằng hát khá hay. Thực tế, Trần Triển Bằng đã từng gia nhập công ty thu âm Polygram vào năm 1997 với vai trò ca sĩ nhưng không phát hành được album. Sau đó, anh cũng hát nhiều ca khúc chủ đề và nhạc phim truyền hình như Ai Có Thể Thay Đổi, Nhất Xúc Tức Phát, Đồng Lộ và Ám Phòng. Những ca khúc này đều được người hâm mộ yêu thích. Ngôn Thừa Hút xuất hiện tại sự kiện, hình ảnh chưa chỉnh sửa gây sốc, tiết lộ trạng thái thực tế ở tuổi 47. Ngôn Thừa Hút, nam diễn viên nổi tiếng Đài Loan với ngoại hình cao ráo và điển trai, được biết đến với hình ảnh hoàng tử Bạch Mã trong lòng nhiều người hâm mộ. Hiện anh 47 tuổi và được xem là không tuổi, với ngoại hình không thay đổi nhiều so với thời gian đóng Vườn Sao Băng cách đây hơn 20 năm. Tuy nhiên, mới đây, khi anh tham gia một sự kiện, một loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa đã khiến cư dân mạng bất ngờ. Nhiều người cho rằng anh không thể thoát khỏi dấu vết của thời gian. Trong nhiều năm, ngoại hình và vóc dáng của Ngôn Thừa Hút hầu như không thay đổi, vẫn cao ráo và điển trai như xưa. Tuy nhiên, gần đây anh bị cho là đã chịu thua trước thời gian. Tại một sự kiện thương hiệu ở Trung Quốc, sau khi Ngôn Thừa Hút chia sẻ những bức ảnh hoàn hảo trên Weibo, ngay sau đó, một số cư dân mạng đã chia sẻ ảnh chụp thực tế tại hiện trường. Những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa này cho thấy anh có dấu hiệu lão hóa rõ rệt, với nếp nhăn quanh miệng và vấn đề mụn trứng cá. Khác biệt rõ rệt so với hình ảnh chính thức. Dù vậy, người hâm mộ vẫn bảo vệ anh, cho rằng ngoại hình của Ngôn Thừa Hút vẫn rất tốt so với nhiều người cùng tuổi.